Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 70. Mọi người vô cùng kinh ngạc. Trương Dương là nhân tài mới của Hình Ý Môn, cũng là thiên tài trẻ tuổi, mười mấy tuổi đã nổi danh, hiện tại hơn 30 tuổi, nghe nói đã chạm đến ngưỡng tông sư, chỉ cần thêm vài năm nữa, Hình Ý Môn chắc chắn sẽ có thêm một vị tông sư. Nhưng không ngờ Trương Dương còn chưa ra tay đã bại trận. Quan trọng là không ai nhìn thấy Lý Dục Thần ra tay như thế nào. Lúc này, một người đứng dậy từ chỗ ngồi của các tông sư. Người này chính là sư phụ của Trương Dương, tông sư Hình Ý, đến từ Tân Lĩnh, Triệu Kim Tuyền. Triệu Kim Tuyền vốn không muốn ra tay, lần này đến Kim Lăng, một là nể mặt Châu Khiếu Uyên, hai là cũng muốn dẫn đồ đệ Trương Dương ra ngoài mở rộng tầm mắt, muốn giúp anh ta sớm ngày đột phá đến cảnh giới tông sư. Nhưng không ngờ tên ngốc này lại ngốc nghếch nhảy ra làm chim đầu đàn, bây giờ sư phụ như ông ta không ra mặt cũng không được. Ông ta lên đài, sau đó chắp tay chào Châu Khiếu Uyên và Tiêu Sinh trước, ông Châu, ông Tiêu, thật ngại quá. Sau đó quay mặt về phía Lý Dục Thần, Triệu Kim Tuyền ở Tần Lĩnh, xin chỉ giáo. Lý Dục Thần gật đầu, ông ra tay đi. Vậy thì tôi không khách sáo nữa. Triệu Kim Tuyền nói xong thì võ hồn trên người bùng nổ, một luồng uy áp tỏa ra. Mượn thất tinh bộ bước ra nhưng chỉ bước được một nửa, đấm ra được nửa. Bước, quyền phong mạnh mẽ lao về phía Lý Dục Thần. Nhưng cú đấm này đánh ra đến nửa đường thì như đấm vào tấm sắt, không thể nhúc nhích. Tiếp theo, giống như bị phản lực, cơ thể ông ta bị bắn ra ngoài, rơi xuống bục cao. May mà ông ta lộn một vòng trên không trung, đứng trên mặt đất, vừa khéo. Rơi xuống bên cạnh đồ đệ của mình. Lý Dục Thần thấy Triệu Kim Tuyền còn khá khách sáo nên không ra tay tàn nhẫn, chỉ ép ông ta xuống đài, chắp tay với ông ta rồi nói, Triệu Tông Sư, xin nhường bước. Sắc mặt Triệu Kim Tuyền rất khó coi, nói, thán phục. Thán phục. Sau đó kéo đồ đệ đứng dậy, cũng không còn mặt mũi ngồi lại chỗ của các Tông Sư nữa mà chen vào đám đông. Lúc này, không còn ai dám lên khiêu chiến nữa. Trương Dương thua còn nằm trong dự đoán nhưng Triệu Kim Tuyền lại là đại tông sư Hình Ý đã luyện ra võ hồn, trong giới võ lâm, người dám nói chắc chắn mạnh hơn ông ta cũng chẳng được mấy ai. Ông ta còn thua, hơn nữa còn chỉ trong một chiêu, ông ta tấn công, người ta phòng thủ, thế mà vẫn thua, thua một cách triệt để như vậy thì còn ai dám lên đài. Đúng lúc mọi người cho rằng không còn ai dám lên nữa thì đột nhiên nghe thấy một tiếng cười lạnh, trong đám người có một bóng người bay lên nhanh như sao băng. Vượt qua đầu mọi người rồi rơi xuống đài. Trước khi người đó rơi xuống, mọi người chỉ nhìn thấy một loạt hình ảnh ảo, đủ để có thể thấy tốc độ của người đó nhanh đến mức nào. Đợi đến khi người đó đứng vững, mọi người mới nhận ra. Đờ, người này không phải là kiếm thánh Hoàng Phủ Phạm sao? Là ông ấy thật kìa. Chết tiệt, ông ấy thực sự đến rồi. Nghe nói kiếm thánh đã nhập đạo bằng kiếm, từ lâu đã vượt qua võ đạo rồi. Đương nhiên rồi. Nếu không thì sao lại gọi là kiếm thánh chứ? Nhưng chẳng phải ông ấy đã bế quan không ra ngoài mấy chục năm trước rồi sao, còn có lời đồn rằng Hoàng Phủ Phạm đã phi thăng rồi mà. Xí, phi thăng cái gì chứ, toàn là nói bừa, phải tin vào khoa học chứ. Mẹ nó, mày là người luyện võ, lại nói chuyện khoa học với tao à? Nói đi, chân khí và huyệt đạo trên người mày có chỗ nào khoa học? Hoàng Phủ Phạm đứng trên đài với vẻ mặt kiêu ngạo. Ngay cả Châu Khiếu Uyên và Tiêu Sinh cũng không thèm nhìn, chỉ nhìn chằm chằm vào Lý Dục Thần. Lý Dục Thần đã sớm cảm nhận được kiếm ý sắc bén trong đám người này. Chỉ là anh rất thất vọng, người đến không phải là Đồng Hạo hay Diệp Tiễn Lâm, Cùng Tiên mà là Hoàng Phủ Phạm. Con đường tu luyện của Hoàng Phủ Phạm này rất rõ ràng, có thể nhìn ra từ kiếm ý bùng phát trên người ông ta chính là con đường kiếm đạo cổ võ. Tu Vi đúng thật là đã rất gần với chính đạo của kiếm tiên rồi. Trên đời này, các gia tộc cổ võ, tu luyện đến mức này đã rất lợi hại rồi. Hoàng Phủ Ngạn và Hoàng Phủ Hy là do mày giết à? Phải, Lý Dục Thần trả lời rất dứt khoát. Hoàng Phủ Phạm gật đầu, được, vậy thì mày có thể chết rồi. Ông không hỏi tôi tại sao tôi giết bọn họ à? Bất kể vì lý do gì, mày giết bọn họ thì mày phải chết. Lý Dục Thần lắc đầu, ban đầu thấy ông tu luyện kiếm đạo không dễ, còn muốn chỉ cho ông một con đường. Bây giờ xem ra không cần nữa. Hoàng Phủ Phạm cười ha ha, chỉ đường cho tao. Nhóc con mày còn non lắm. Trên đời này, chưa có ai có thể chỉ đường cho tao. Nói xong, trên người ông ta đột nhiên bùng phát một luồng năng lượng mạnh mẽ, võ hồn hiện ra. Mọi người không khỏi kinh ngạc kêu lên,
bởi vì võ hồn của ông ta không phải là người, mà là một thanh kiếm. Đây là một thanh kiếm khổng lồ, vút lên trời, kiếm ý thẳng lên trời cao, kiếm khí lan tỏa, sát khí bao trùm toàn trường. Những tông sư ngồi bên cạnh cũng vô cùng kinh ngạc, trên đời này lại có kiếm ý mạnh mẽ đến vậy à? Sắc mặt Châu Khiếu Uyên và Tiêu Sinh cũng thay đổi. Vài chục năm trước, Châu Khiếu Uyên đã từng giao thủ với Hoàng Phủ Phạm rồi, chỉ thấy kiếm đạo của người này tuy bá đạo nhưng tính cách lại rất kỳ quái, không phải là người dễ giao tiếp. Không ngờ mấy chục năm không gặp, kiếm khí của người này đã được luyện đến mức mạnh mẽ như vậy. Ông ta tự nghĩ cho dù mình đối đầu cũng không chắc có thể tránh được một kiếm này. Tiêu Sinh cũng có cảm giác tương tự, vì vậy, bọn họ đều không khỏi lo lắng nhìn về phía Lý Dục Thần. Lý Dục Thần đứng đó với vẻ mặt bình tĩnh như nước, như thể không có chuyện gì xảy ra. Kiếm ý ngưng tụ, kiếm khí ngày càng mạnh mẽ. Toàn bộ con người Hoàng Phủ Phạm hòa làm một với thanh kiếm võ hồn của mình. Lúc này, trên toàn bộ sân thể dục dường như chỉ còn lại một thanh kiếm. Tiếp theo, kiếm khí vút lên trời, ngưng tụ trên không trung, chéo xuống dưới, chém về phía Lý Dục Thần. Một kiếm này có thể nói là kinh thiên động địa, mọi người chỉ cảm thấy khó thở, tim đập không ngừng. Trong nháy mắt, trên đài ánh sáng và bóng tối đan xen, kiếm khí bắn ra tứ tung. Kiếm ý mạnh mẽ và sát khí dư thừa lan tỏa ra khắp nơi. Châu Khiếu Uyên và Tiêu Sinh ở hai bên, mỗi người vạch một vòng tròn, dùng hết công lực để chặn lại lồng dư thừa tản ra này. Nhưng chỉ là luồng dư thừa này thôi cũng khiến khí huyết của họ cuộn trào, lảo đảo lùi lại hai bước. Những người đứng trên bãi cỏ có thể không hiểu nhưng những tông sư ngồi đó lại nhìn rất rõ, nếu không phải Châu Khiếu Uyên và Tiêu Sinh chặn lại thì luồng dư thừa này ập xuống, e rằng những người trên sân thể dục này sẽ chết không ít. Những tông sư này cùng lắm cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Thực lực của kiếm thánh Hoàng Phủ Phạm này cao hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ. Sau một kiếm, gió êm sóng lặng, Lý Dục Thần và Hoàng Phủ Phạm đứng đối diện nhau. Lý Dục Thần vẫn bình tĩnh như vậy, như thể không có chuyện gì xảy ra. Hoàng Phủ Phạm quay lưng về phía mọi người, chỉ có Châu Khiếu Uyên và Tiêu Sinh ở hai bên bục chủ tịch mới nhìn thấy sắc mặt ông ta rất khó coi. Sao, có thể. Trong mắt Hoàng Phủ Phạm đầy vẻ khó tin, miệng lẩm bẩm, mũi và khóe miệng bắt đầu chảy máu. Cậu rốt cuộc là, chưa nói hết lời, thân thể từ từ ngã ngửa, ngã ầm xuống đài, nằm thẳng đơ. Mắt nhìn chằm chằm lên bầu trời, trong mắt tràn đầy nghi vấn, dường như đang chất vấn ông trời, tại sao lại có kết quả như vậy. Trong lòng mọi người vẫn đầy nghi vấn, rốt cuộc Lý Dục Thần đã đánh bại Hoàng Phủ Phạm như thế nào. Bởi vì vẫn không có ai nhìn thấy Lý Dục Thần ra tay. Nhưng không còn ai nghi ngờ thực lực của Lý Dục Thần nữa. Lý Dục Thần đứng đó, đối mặt với hàng trăm người dưới đài, lớn tiếng hỏi, còn ai nữa không? Không ai trả lời. Mọi người đều cảm thấy ngột ngạt và áp lực, ngay cả hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn, không dám dùng sức, như thể tức khắc trở thành học sinh bị phạt đứng, chờ hiệu trưởng khiển trách. Không biết ai là người đầu tiên lên tiếng. Tôi ủng hộ Lý Công Tử làm minh chủ võ lâm. Câu nói này giống như tiếng sấm đầu tiên vào buổi chiều mùa hè, nổ vang trên sân thể dục. Tiếp theo, vô số tiếng sấm rền vang, ầm ầm truyền đến. Tôi cũng ủng hộ Lý Công Tử làm minh chủ. Tiếng ủng hộ vang lên khắp nơi. Châu Khiếu Uyên và Tiêu Sinh mừng ra mặt. Tiêu Sinh tuyên bố trước mặt mọi người, Liên minh Võ Đạo Hoa Hạ chính thức thành lập từ hôm nay, chúc mừng Lý Công Tử Dục Thần trở thành minh chủ đầu tiên. Hai người bước xuống đài, đứng trước đài giống như người dẫn chương trình, dẫn dắt mọi người cùng hô to, chúc mừng minh chủ Lý. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 70.